nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Nam mô A Di Đà Phật.